Hôm qua, Công an phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên phối hợp với trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho gần 1.000 học sinh hạt khối lớp 6 và lớp 9 của trường. Tại buổi tuyên truyền, Công an phường đã thông tin đến cán bộ, giáo viên và học sinh của các trường về tình hình bạo lực học đường diễn ra thời gian gần đây trên địa bàn cả nước, chỉ ra nguyên nhân tác hại, những quy định của pháp luật có liên quan đến hành vi bạo lực học đường và những giải pháp nhằm hạn chế sự gia tăng bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục, đồng thời trao đổi một số kỹ năng xử lý tình huống khi có tình trạng bạo lực học đường xảy ra. Các em còn được nghe tuyên truyền nguyên nhân tác hại của tệ nạn ma túy đối với sức khỏe con người, kỹ năng cơ bản để phòng tránh ma túy đối với lứa tuổi học sinh, phương pháp nhận biết các loại chất kích thích phổ biến trong giới trẻ hiện nay, kỹ năng xử lý tình huống khi đối diện với người nghiện ma túy, nhất là ma túy đá. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, đội cảnh sát hình sự công an huyện Châu Phú phối hợp công an xã Thạnh Mỹ Tây vừa bắt quả tang 6 đối tượng đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, tăng vật thu giữ tại hiện trường trên 3 triệu, một bộ dụng cụ lắc tài xỉu, một điện thoại di động, 3 xe mô tô. Hiện vụ việc đang được công an làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.